Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, người xưa thường có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Để đến được với đỉnh cao của sự thành công, phải cần sự kiên trì và sự cố gắng. Đồng thời, phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, lăn lộn vất vả ngược xuôi để đạt được những điều mà mình mong muốn. Theo tử vi số mệnh trong năm 2021, Tân Sửu sắp tới sẽ nói rằng sẽ có một con giáp phải trải qua cuộc sống cực khổ. Tuy nhiên, khi bước sang năm 2021 thì sẽ đổi đời một cách nhanh chóng. Cuộc sống năm 2021 về mọi mặt đều thuận lợi, đặc biệt là sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. May mắn, tiền bạc đều ùn kéo đến, tài lộc cũng vì thế mà tăng tiến. Vậy đó là con giáp may mắn nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Sa Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tỵ trong năm 2021 thì chúng ta hãy cùng điểm qua tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Tỵ năm 2021 tổng quan có quan hệ tam hợp với Thái Tuế Sửu Thổ. Đây là một năm rất tốt đối với bạn, đáng để kỳ vọng. Bất luận là sự nghiệp, tài vận hay tình cảm và sức khỏe, vận trình của tuổi Tỵ đều phát triển theo hướng tích cực. Hoa cái cát tinh che chở, âm thầm phát huy được sức mạnh giúp người tuổi Tỵ đi vào con đường chính đạo. Tử vi tuổi Tỵ năm 2021, mặt cát vận có cát tinh là chính tài. Bạn sẽ có một năm thu nhập ổn định, chính tài đại diện cho nguồn danh Chính tài đại diện cho nguồn doanh thu hợp pháp, những khoản tiền được pháp luật bảo hộ. Người tuổi Tỵ còn được Sửu Thổ tương sinh nên khả năng lên kế hoạch, kinh doanh, chi tiêu rất tốt. Người tuổi Tỵ có khả năng dựa vào tài hoa để có nhiều thu nhập khả quan. Thái Tuế cùng hợp có lợi cho việc hợp tác làm ăn, kinh doanh bất động sản. Người tuổi Tỵ hãy để năng lực của mình được phát huy mạnh mẽ, tăng cường cải thiện quan hệ xã giao thì may mắn sẽ tới. Là người có nhiều lý tưởng và ước mơ, lại cần cù, chăm chỉ, nên năm 2021 sẽ đem tới nhiều cơ hội cho bạn. Nhưng nhớ đừng quá lao lực, bôn ba, sức khỏe mới là cái gốc của tiền tài. Tử vi tuổi Tỵ năm 2021, mặt hung vận có thương quan tinh, đem hung khí. Điều khách, hoa cái, bạch hổ, ba hung tinh vây hãm. Người này gặp nhiều thị phi, bệnh tật, nhưng sẽ được Thái Tuế truyền thêm sức mạnh mà hóa giải được nguy nan. Điều khách chủ bệnh tật, người tuổi Tỵ không nên đi đám ma hay đi thăm bệnh trong năm nay. Hoa cái thì chủ về tinh thần, gặp áp lực, ý chí suy nhược. Bạch hổ đề phòng họa huyết quang, cần phải đề phòng. Một năm 2020 dịch bệnh đã không thể phát triển được. Chính vì vậy, để có thể tận dụng được vận may trong năm 2021, bản mệnh hãy mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế, tăng mối quan hệ tam hợp với Thái Tuế Sửu Thổ, đón những cát lành, may mắn và quý nhân, đồng thời hóa giải những hung bạo và vận đen đủi trong năm 2021 để có thể thuận lợi và phát triển. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Tỵ sẽ phải trải qua trong năm 2021, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong thủy Sa Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Tỵ qua tất cả các phương diện. Đầu tiên, về mặt sự nghiệp, xem tử vi năm 2021 của tuổi Tỵ về phương diện sự nghiệp. Con giáp này có Tân Kim lộ xuất thiên tài, chủ lợi về các dự án hợp tác làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể dựa vào chính sức của mình để làm được những điều mà mình muốn, hoàn thành kế hoạch đề ra với thành tích xuất sắc. Bản mệnh dù làm ở vị trí nào cũng đều có thể giành được thành công. Nhất là những người làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao, chẳng những thăng quan, tiến chức
mà còn có thêm thu nhập. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là một số bạn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên mà phải tự mình lên kế hoạch cho mọi chuyện, tự đốc thúc bản thân để giữ vững tinh thần, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nhờ các tinh hỗ trợ nên mọi chuyện về cơ bản khá nhẹ nhàng và thuận lợi, nhưng vốn đòi hỏi con giáp này phải kiên trì. Bạn sẽ nhận được mức đãi ngộ tăng tiến, đồng thời cũng có thêm tiền lương, tiền thưởng cho nỗ lực của mình. Bản mệnh nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực, dự án liên quan đến hành hỏa, thổ sẽ dễ thu lợi. Các dự án về bất động sản hoặc kim loại sẽ là những lĩnh vực mà bản mệnh nên tham khảo thêm. Bước sang năm 2021, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ có những bước biến chuyển tích cực. Thoát khỏi vòng vây của thái tuế, bản mệnh sẽ dần lấy lại được phong độ của mình. Con giáp này trong năm có các tinh mang tới cát khí, những kế hoạch ấp ủ đã lâu sẽ dễ dàng mang tới thành công. Bản mệnh cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống để tránh những tình huống bất ngờ sẽ phát sinh. Ngoài ra, mệnh chủ cũng đừng quá chủ quan khi thấy mọi chuyện suôn sẻ, dễ chịu. Trong năm vẫn có điềm báo xung sát, họa thị phi vây quanh nên chỉ cần sơ suất làm mắc sai lầm hay đắc tội với tiểu nhân là cũng có thể gặp chuyện phiền phức, rắc rối. Nghiêm trọng hơn, có thể dính dáng tới pháp luật. Để tránh được hiểm họa này, bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân là Bát Bảo Tâm Kinh. Là một trong những pháp khí hộ thân giúp tuổi Tỵ cải mệnh, hóa giải thị phi, hóa giải những rắc rối và xung đột với tiểu nhân. Bên cạnh đó, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân hỗ trợ bạn trong sự nghiệp, mở đường dẫn lối, giúp công việc được hanh thông, thuận lợi, tăng cường vận khí, may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Tỵ trong năm 2021. Về mặt tài lộc, năm Tân Sửu 2021, Tân Kim lộ xuất thiên tài, Sửu Thổ tọa thực thần, lại thêm cục diện Tỵ, Sửu, bán hợp cùng trợ lực, cho nên đường tài lộc của tuổi Tỵ cực kỳ lý tưởng. Những người sinh năm Tỵ về mặt tài lộc có thái tuế tinh hỗ trợ là tài tinh, cho nên làm việc gì cũng đều có thái độ tích cực, có rất nhiều cơ hội phát triển. Hãy biết nắm bắt vận thế tốt để phát triển sự nghiệp thì có thể tạo ra nhiều của cải, đặc biệt là trong tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Là những tháng vượng địa của bộ tam hợp, nếu gặp được những cơ hội vươn lên mạnh mẽ, nếu hợp tác được với tuổi Sửu và tuổi Dậu, thực hiện những tháng này sẽ đắc tài, đắc lộc, mã đáo, thành công. Trong năm con giáp này, không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Khoảng thời gian này, tuổi Tỵ có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh, buôn bán sẽ dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống, ẩm thực, đồ kim loại hay tài chính sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Nếu điều kiện cho phép, bạn cũng có thể thử sức trong việc hợp tác cùng với người khác làm ăn, kinh doanh. Sự bổ trợ lẫn nhau sẽ giúp cho con đường thành công gần hơn. Tuy nhiên, bản mệnh cần nhớ rằng năm 2021 là một năm mà tuổi Tỵ phải tự lực, tự cường chứ không thể trông chờ vào người khác. Tự sắp xếp lên kế hoạch cho công việc của mình, tự đốc thúc, động viên bản thân kiên trì theo đuổi mục tiêu mà mình đã định, để có thể tăng vận may và tăng thêm cơ hội hơn trong năm 2021, tuổi Tỵ nên đeo thêm pháp khí vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí của pháp khí sẽ giúp bạn chiêu cát lành, chiêu quý nhân che chở, giúp đỡ bạn trong công việc, từ đó mở rộng hơn con đường sự nghiệp, quan hệ, công việc dần tốt lên và cũng thuận lợi, sẽ giúp bản mệnh có ý chí mạnh mẽ để phát triển hơn trong năm 2021. Về mặt tình duyên, xem vận trình tình duyên của tuổi Tỵ năm 2021, tuy đào hoa không nhiều nhưng do tam hợp thái tuế, tài vượng sinh quan, cho nên những mệnh chủ tuổi Tỵ sẽ thu hút được sự yêu mến của người khác giới, vận đào hoa rất tốt. Bản mệnh có nhân duyên khác giới cực kỳ tốt, bạn dễ dàng tự tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người mình có cảm tình. Nhưng bạn đơn thân nên nắm bắt cơ hội. Nam tuổi Tỵ thông minh, tài giỏi và có phần thực tế, song bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình
đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành công là khá cao. Song cần nhớ phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên không phải đào hoa vượng mà có, chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại, không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Nữ mệnh tuổi Tỵ không có nhiều biến chuyển trong chuyện tình cảm, mọi thứ bình bình, không có gì đặc biệt. Người có đôi vẫn giữ mối quan hệ ở mức bình ổn, còn người độc thân chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới. Thời điểm năm 2021, nhân duyên không tồi, bản mệnh hãy nhân cơ hội này để kết bạn, làm quen với nhiều người, có thể bằng nhiều cách để tìm người phù hợp với mình. Đừng chỉ ngồi im một chỗ chờ tình yêu tới, bạn cần phải chủ động và tích cực hơn, bởi cuộc sống là không chờ đợi, thanh xuân trôi qua trong chớp mắt, không thành công thì khó có thể tạo được bước đột phá trong chuyện tình cảm. Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để kích hoạt được tình duyên, tìm được nửa kia cho mình, sớm thoát khỏi kiếp độc thân trong năm 2021. Đồng thời giúp chuyện tình cảm của các cặp đôi được thuận lợi, khăng khít. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Tỵ năm 2021, mặt sức khỏe có chút hiểm họa. Tương quan tọa thái tuế làm tiêu hao sức khỏe của tuổi Tỵ, bạn cần thận trọng hai hung tinh, điều khách và bạch hổ. Để đề phòng bệnh tật, người tuổi Tỵ không nên quá ngang bướng và nóng nảy. Làm việc cần kết hợp giữa nghỉ ngơi và đi làm, đừng quá lao lực mà dễ mắc bệnh. Trong năm thì chú ý các bệnh về cảm mạo, bệnh về dạ dày, tránh gây họa thị phi bằng không, họa huyết quang gần kề. Mặc dù tài sản sức khỏe tổng thể năm nay là tốt, nhưng chúng ta phải dần dần thay đổi. Chế độ ăn uống phải đều đặn, không chỉ đúng giờ mà còn là thực phẩm bổ dưỡng. Các cô gái đừng ăn kiêng quá nhiều để giữ dáng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đối với người cao tuổi, chế độ ăn uống, tập thể dục và nghỉ ngơi phải được tích hợp. Phải chú ý an toàn giao thông khi lái xe, say rượu nhất định không được tham gia giao thông. Ngoài chú ý đến việc cân bằng giữa nghỉ ngơi và đi làm hay chế độ ăn uống, thì bạn hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh để có thể tăng cường về mặt sức khỏe cho mình, hóa giải thị phi, giảm thiểu hóa huyết quang. Từ đó có sức khỏe thật tốt để có thể phát triển sự nghiệp, bù đắp cho năm 2020 dịch bệnh không làm ăn được gì. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.